con người chỉ hạnh phúc khi yêu thương. Đó là điều Đức Kitô chỉ cho con người và Ngài đã sống điều ấy. Sở dĩ con người chỉ gặp hạnh phúc thật và tuyệt hảo khi yêu thương là vì tự bản chất, con người đã mang hình ảnh một Thiên Chúa là tình yêu, cha nào con nấy, nên không yêu sẽ không ra người. Theo Đức Kitô, yêu thương đem lại hạnh phúc thật. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên ai ở trong tình yêu là ở trong Chúa. Đấng là nguồn hạnh phúc của con người và là cùng đích con người phải đến, như hạnh phúc tuyệt vời mà con người suốt đời thao thức kiếm tìm. Sở dĩ chỉ trong Thiên Chúa con người mới đạt hạnh phúc viên mãn và tuyệt đối, là vì ngoài Thiên Chúa, không có gì là tuyệt đối để có thể làm no thỏa những ước muốn tuyệt đối tiềm tàng nơi con người. Ở bất cứ ai và sự gì, dù tốt đẹp đến đâu cũng chỉ là tương đối và không thể thỏa mãn trọn vẹn ước vọng tuyệt đối, lý tưởng tuyệt đối lúc nào cũng cuốn hút con người. Thánh Augustino đã thốt lên: Lạy Chúa, chỉ trong Chúa con mới được thỏa thuê no đủ sau những tháng năm dài mải mê trong cơn lốc kiếm tìm hạnh phúc. Là tình yêu, Thiên Chúa cuốn hút con người về với Ngài bằng mời gọi con người đi vào chuyện tình của Ngài. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ, cứu độ con người vì yêu thương. Thiên Chúa yêu thương ấy muốn con người cũng yêu thương như Ngài để được hạnh phúc. Hạnh phúc của con người là yêu thương, do bản chất đích thực của con người được dựng nên bởi Thiên Chúa yêu thương. Nên không yêu thương, tự động con người sẽ bất hạnh. Nói cách khác, chính yêu thương làm cho con người gặp được chính mình. Nhờ đó, con người nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi mình và nơi tha nhân. Nhận ra tức là có. Có mình, có Chúa, có anh em tức là sở hữu tình cha con, tình anh em, tình cho mình và hạnh phúc đích thực chính là tình trạng sở hữu này. Đời sống từ đây sẽ không tẻ lạnh, chán ngán, nhưng vui vì được Thiên Chúa yêu và được yêu Thiên Chúa. Vui vì được người yêu và yêu mọi người. Vui vì đường đời là hành trình yêu thương và đích đến có đấng là tình yêu đón chờ. Tình yêu luôn làm tươi trẻ sinh động. Tình yêu làm mới tất cả, chữa lành tất cả. Tình yêu không loại trừ hủy diệt, nhưng nối kết xây dựng. Đời yêu thương không thể là đời buồn, và người yêu thương chắc chắn không là người bất hạnh, bởi tình yêu chỉ biết đem lại hoan lạc, bình an, hạnh phúc. Khi đặt mỗi người vào đời, Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn con đường tình yêu để họ đi, một hành trình yêu thương để đồng hành với họ. Đường đời, hành trình ấy chính là giới luật mới, giới luật yêu thương do chính Đức Kitô đã thiết lập. Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu anh em như chính mình. Đây là chương trình làm người của nhân loại, là nội dung cuộc đời, là cốt lõi không thể thiếu của lịch sử từng người. Con người vào đời là để yêu mến. Yêu mến Thiên Chúa đấng tạo dựng nên con người, đấng kêu gọi con người vào đời, đấng đồng hành với con người trên đường đời và là đấng đón nhận con người vào cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu ở cuối đường đời. Như người cha thương con, Thiên Chúa không chỉ có mặt trong lịch sử của nhân loại mà còn hiện diện trong lịch sử của từng người, từng cuộc đời. Cuộc sống con người có ý nghĩa và tràn đầy sức sống là vì có Thiên Chúa đồng hành, tham dự, chia sẻ. Mầu nhiệm nhập thể của Đức Kitô đã làm chứng điều này. Mầu nhiệm ấy cho đời người một ý nghĩa thánh thiêng khi được Thiên Chúa xuống rất thấp, thấp đến tận cùng để nâng con người lên hàng nghĩa tử, bạn hữu của Thiên Chúa. Đồng thời, mở toang nước trời cho con người được chung hưởng hạnh phúc đời đời với Ngài. Ăn chung bàn với ai là yêu mến người ấy. Thiên Chúa chung bàn với con người
cũng vì yêu thương con người để không sự gì của cha đã không là của con. Không hạnh phúc nào của cha đã không là hạnh phúc của con. Vì cha ở đâu thì con ở đó. Bởi tình yêu luôn bị thôi thúc bởi đòi hỏi hiệp nhất nên một. Như thế, lý do ta có mặt trong đời là để yêu mến Thiên Chúa và yêu mọi người. Nói cách khác, mục đích vào đời của ta là yêu, và khi yêu, ta tìm được hạnh phúc đích thực như thao thức, băn khoăn, tiềm tàng trong ta.